Thưa quý vị, ngày 16 tháng 10, ông Hà Văn Thành bắt đầu tuyệt thực tại nhà tù liên bang ở tiểu bang Arizona để phản đối việc trục xuất ông về lại Việt Nam. Trong những tuần lễ vừa qua, ông Hà Văn Thành đã bị chuyển đi nhiều trại tù và bị ép ký giấy tờ trục xuất về lại Việt Nam. Ông Thành vẫn kiên quyết không ký vì lý do ông lo ngại khi về Việt Nam sẽ bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt hại. Mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn qua phone với ông Hà Văn Thành từ trại tù liên bang Hoa Kỳ tại tiểu bang Arizona và ông Lê Thanh Tùng là một người ở Hoa Kỳ thường xuyên liên lạc qua điện thoại với ông Hà Văn Thành. Thưa ông, qua chương trình phát hình của đài truyền hình SBTN là một người bạn của ông Hà Văn Thành, người giúp đỡ ông Hà Văn Thành trong thời gian vừa qua. Ông có lời kêu gọi nào đến cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới đang xem cái chương trình phát hình của đài truyền hình SBTN không? Dạ thưa ông. Chúng tôi là Lê Thanh Tùng, xin gửi lời chào đến anh Vũ Nhân và quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Anh Hà Văn Thành sáng hôm qua gọi điện ra báo cho tôi được biết là anh Hà Văn Thành đã tiến hành tuyệt thực từ sáng hôm qua để nhằm phản đối vấn đề anh Hà Văn Thành sẽ bị trục xuất về Việt Nam trong ngày mai. Nên và chiều nay thì anh Hà Văn Thành cũng tiếp tục gọi điện ra cho tôi là nói là quá trình tuyệt thực đã tiến hành từ ngày hôm qua. Và nghe qua giọng nói thì anh Hà Văn Thành giọng nói rất là yếu ớt, không rõ. Và anh Hà Văn Thành cũng vẫn tiếp tục khẩn khoản này xin mọi người tiếp tục mà còn nước còn tát giúp cho anh Hà Văn Thành bằng cách này cách khác nhằm cứu vớt cho tình trạng là cái nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam. Còn hiện tại là anh Hà Văn Thành đã tiến hành tuyệt thực được 2 ngày và chiều nay gọi điện ra thì nghe giọng nói của anh Hà Văn Thành rất là yếu ớt. Thưa quý vị, bây giờ là tối ngày 17 tháng 10 qua cuộc phỏng vấn qua phone với ông Hà Văn Thành từ trong trại tù liên bang ở tiểu bang Arizona. Ông cho biết hôm nay là ngày thứ hai ông đã tuyệt thực và ông có thể bị cưỡng bức lên máy bay về Việt Nam bất cứ lúc nào. Ông xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã tìm cách giúp đỡ ông trong thời gian vừa qua. Ông lo ngại khi về Việt Nam sẽ bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt hại. Ông khẳng thiết kêu gọi mọi người tiếp tục lên tiếng cho ông. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN.